Đứa bé 3 tuổi, để trốn khỏi người mẹ ruột không coi nó là đã người, tự mình ra ngoài tìm cha. Nào ngờ người cha của nó không chỉ là một kẻ sống thanh đạm vô dục, mà còn là một kẻ phản diện giấu mình sâu kín. Người đàn ông này đối mặt với đứa con gái ruột bất ngờ có phần lúng túng. Chỉ vì anh ta đã 37 tuổi mà chưa từng yêu, chứ đừng nói đến có con gái. Thiếu chủ, ngài có phải đang nhớ mẹ mình? Rõ ràng là lỗi của người đàn ông đó. Tại sao lại là ngài và mẹ ngài phải gánh chịu tất cả những lời chỉ trích chứ? Phụ nữ vốn đã khó khăn trong thế giới này. Thật không công bằng, không công bằng, Nam Ngọc. Còn nhớ điều ta dạy ngươi không? Trên đời này vốn chẳng có gì công bằng cả. Chỉ có nhân của mà thôi. Mọi việc rốt cuộc sẽ quay về nhân của nó. Vậy cái gì là nhân? Cái gì là quả? Điều này chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Tôi thật sự không hiểu nổi. Khi nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa. Càng nghĩ càng rối. Tôi hiểu rồi, thiếu chủ. Ta không chỉ phải trả lời các câu hỏi kỳ quặc của đứa con gái ngốc nghếch đáng yêu, mà còn phải an ủi thuộc hạ đang trầm cảm. Bỗng nhiên cảm thấy mình nuôi nhiều đứa con quá. Lão gia chủ, gia chủ. Thanh Lý, con mau đến chỗ tầng tổ. Không muốn, tầng tổ bắt nạt ba ba của Lily. Lily sẽ không qua đó. Lily xem tầng tổ mang gì đến cho con này. Lúc này anh ta lập tức lo lắng nhìn tiểu thiếu chủ. Anh ta đã nghe từ miệng Nam Ngọc và mấy người khác, chỉ cần một chút đồ ăn là có thể dụ dỗ tiểu thiếu chủ đi mất. Đừng, Lily bây giờ không ăn đồ ngon nữa. Không ăn, không ăn. Lão gia Nam Cung có vẻ tổn thương nhìn tiểu Thanh Lý. Ba, sao ba cưng chiều nó như vậy chứ? Ta là ông nội con, gọi ta một tiếng nào. Tiểu Thanh Lý trực tiếp quay lưng lại, dùng gáy đối diện với ông ta. Hâm ơn. Con mới không thèm để ý đến ông đồ xấu xa. Quả nhiên là nuôi bên ngoài nên không có giáo dục. Nếu không phải vì cần đứa trẻ này để giữ chân Nam Cung Tứ Hoa, tôi đã chẳng thèm đến đây nói chuyện với một đứa nhóc 2 tuổi. Đúng là không có lễ phép. Ngay cả ông nội cũng không gọi. Gia chủ, Cẩn Ngôn, ông mới không phải ông nội con. Ông là kẻ xấu bắt nạt cha. Ngươi, ngươi, Như Hải, nói chuyện tử tế với cháu ngươi đi. Nam Cung Như Hải hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Con hãy khuyên cha con ở lại nhà họ Nam Cung, nếu không con sẽ phải đi lang thang cùng cha con đấy. Nếu ở nhà họ Nam Cung, con có thể mua nhiều quần áo đẹp. Mỗi tháng ta còn cho con hàng chục vạn tiền tiêu vặt. Lily mới không cần tiền của ông. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là con phải khuyên cha con ở lại nhà họ Nam Cung. Tiểu thiếu chủ làm tốt lắm. Gia chủ Nam Cung có chuyện gì không thể nói với tôi sao? Lại phải nhờ con gái tôi chuyển lời. Cha, Tứ Hoa, hôm nay tôi và cha anh đến là muốn nói chuyện với anh đấy. Ý định rời khỏi nhà họ Nam Cung của con, ông nội hy vọng con suy nghĩ lại. Không vì bản thân thì cũng vì Thanh Lý mà cân nhắc một chút. Thanh Lý ở lại nhà họ Nam Cung có thể hưởng đãi ngộ của tiểu thư nhà họ Nam Cung, sau này về mặt hôn nhân cũng có lợi. Chỉ cần Thanh Lý còn ở nhà họ Nam Cung, Tứ Hoa sẽ không thể thực sự tách khỏi nhà họ Nam Cung. Vậy thì chuyện của nhà họ Nam Cung anh ta sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Hừ, nói nhiều như vậy đều vì lợi ích. Như thể tôi làm cha này, nếu không đồng ý để con gái tôi ở lại, con gái tôi sẽ vì có một người cha mà phải chịu khổ vậy. Các người tính toán gì vậy? Tôi hiểu rõ mà. Chẳng phải chỉ muốn dùng con gái tôi để trói buộc tôi vào nhà họ Nam Cung, bắt tôi làm việc cho nhà họ Nam Cung. Đợi khi Nam Cung Như Hải và Nam Cung Thiếu Hoa đã hoàn toàn ổn định địa vị trong nhà họ Nam Cung, rồi một cú đá hất bỏ chúng tôi. Các người yên tâm, tôi Nam Cung Tứ Hoa dù thế nào cũng sẽ không để con gái tôi phải chịu khổ đâu. Các người lo cho bản thân mình đi. Nam Cung Tứ Hoa, ta thực sự muốn xem ngươi rời khỏi nhà họ Nam Cung còn sống nổi không. Không có nhà họ Nam Cung ngươi chẳng là gì cả. Ngươi không còn là thiếu chủ nhà họ Nam Cung nữa. Trong kinh thành ai sẽ thèm liếc mắt nhìn cha con đẹp trai như vậy? Có rất nhiều người sẽ lén nhìn cha con đấy. Ông là người xấu nói sẽ không có ai nhìn cha. Rõ ràng mỗi lần cha và con cùng ra ngoài, rất nhiều người đều lén lút nhìn cha. Anh ơi, sao lại cười vậy? Chẳng lẽ Lily nói không đúng sao? Nói rất đúng. Lão gia, mời các vị rời đi. Nếu không cả chút thể diện cuối cùng cũng không còn, sao con lại nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy? Như Hải, chúng ta đi. Nam Cung Như Hải nuốt một bụng lửa giận và rời đi cùng lão gia Nam Cung. Nam Cung Tứ Hoa chuẩn bị dẫn con gái rời đi, nhưng người nhà họ Nam Cung lại chặn anh ta không cho đi. Tránh ra. Thiếu chủ, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Lão gia nói không thể để ngài đưa thiếu chủ rời đi. Bọn họ thấy không ngăn được, nên lập tức đi báo cáo với lão gia Nam Cung. Lão gia chủ, chúng tôi không ngăn được thiếu chủ. Các ngươi ăn cái gì vậy? Ngay cả một người cũng không ngăn được. Ngươi cũng không xem thiếu chủ dẫn theo ai. Dù chỉ có một mình thiếu chủ dẫn theo tiểu thiếu chủ, chúng tôi cũng không ngăn được. Xuống đi, không cần ngăn nữa. Ba, sao lại để tên nghịch tử đó rời đi? Chúng ta vẫn cần tên nghịch tử đó giúp chúng ta ổn định cục diện mà. Không vội, đợi Tứ Hoa cảm nhận được không có nhà họ Nam Cung, hắn ở bên ngoài khó khăn từng bước, tự nhiên sẽ quay về thôi. Đúng vậy, đến lúc đó để tên nghịch tử đó van xin chúng ta cho hắn quay về. Không có sự che chở của nhà họ Nam Cung, hắn Nam Cung Tứ Hoa còn có thể ái phong như trước không? Rất nhanh, tin Nam Cung Tứ Hoa rời khỏi nhà họ Nam Cung một cách tức khắc lan truyền khắp kinh thành. Trong nhà họ Âu Dương, lão gia Âu Dương nhìn lão gia Nam Cung và Nam Cung Thiếu Hoa. Nam Cung à,
Ngươi cũng biết ta đã lâu không quản lý công việc của công ty rồi. Việc công ty đều do anh Nguyên quản lý. Còn về việc hợp tác giữa hai nhà, ta càng không rõ. Những chuyện này đều là việc của bọn trẻ. Bây giờ mỗi ngày ta chỉ uống trà, tập thái cực quyền, chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Cuộc sống quá thoải mái rồi. Huynh Âu Dương thật có phúc, đã sống những ngày về hưu rồi. Không có cách nào khác, con cháu trong nhà có tiền đồ. Ta đương nhiên yên tâm. Lão gia Âu Dương tiếp tục chọc tức người khác. Nam Cung, người thật sự đã lầm cầm rồi. Đổi tứ hoa đi, để con trai của một tiểu tam quản lý công ty. Ngươi cũng nghĩ ra được. Sắc mặt lão già Nam Cung lập tức trở nên khó coi, nhưng rất nhanh lại trở lại như cũ. Thiếu Hoa, chào ông Âu Dương. Chào ông Âu Dương ạ, cháu là Thiếu Hoa. Lão già Nam Cung còn muốn nói gì đó. Lão già Âu Dương đột ngột đứng dậy. Đúng rồi, Vân Nhất và Vân Nhi sắp tan học rồi. Ta phải đi đón chúng một chút, hay là chúng ta hẹn ngày khác nói chuyện tiếp. Biểu cảm của lão già Nam Cung gần như không giữ nổi. Được rồi, vậy ta và Thiếu Hoa xin cáo từ trước. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ dùng thực lực để nói cho các người biết, ta sẽ không thua kém Nam Cung Tứ Hoa. Lão gia Âu Dương nhìn họ rời đi. Âu Dương Uyên đang ẩn phía sau không muốn gặp người. Bước ra, ông nội, ông không phải đi đón Vân Nhất và Vân Nhị sao? Không đi, đó chỉ là cái cớ thôi. Con của cháu thì cháu tự đi đón. Nếu cháu xin cho ta một chát gái, ta có thể đi đón hàng ngày. Ông nội, không biết Tứ Hoa thế nào rồi? Bên phía Tứ Hoa cháu cứ yên tâm. Với khả năng của cậu ấy sẽ không bị thiệt thòi đâu. Nhưng cháu là bạn của cậu ấy, vẫn nên mời cậu ấy đến nhà chơi. An ủi một chút, tiện thể dẫn theo con gái cậu ấy. Ông nội, nói thật đi, ông có phải muốn gặp con gái của Nam Cung không? Âu Dương Uyên rõ ràng không tin ông nội mình, chỉ đơn thuần muốn Nam Cung đến nhà chơi. Trọng điểm là muốn xem tiểu đệ nữ. Ai ya, cháu và Tứ Hoa đều là do ta nhìn lớn lên. Ta coi cậu ấy như cháu ruột, con gái cậu ấy ta không được xem sao? Xem chất gái của ta đáng yêu thế nào? Ông nội, còn phát hiện ông rất trọng nữ khinh nam đấy. Nói bậy, ông nội của cháu đều đối xử công bằng nhé. Vậy nếu con và em gái cùng rơi xuống nước, ông cứu ai? Đương nhiên là em gái cháu rồi. Lão gia Âu Dương trả lời không chút do dự. Thấy chưa? Đi đi đi, mau đưa Tứ Hoa và chất cái ngoan của ta đến đây. Được rồi ông, con đi ngay đây. Ồ, Nam Cung Tứ Hoa. Nhà họ Nam Cung phá sản rồi à? Ngươi lại lang thang đầu đường xó chợ rồi. Nam Cung Tứ Hoa trực tiếp phớt lờ hắn, mà nhìn về phía Đường Kính Thư. Chào cô Đường. Chào ông Nam Cung. Vũ Tu Nghiêm lập tức mặt đen lại. Có cần phải nhắc nhở tôi như vậy không? Lại nói là cô Đường chứ không phải là vợ. Cô Đường, tục ngữ nói người khôn ngoan không xa vào lưới tình, rồi bị mắc kẹt. Cô Đường phải cân nhắc kỹ đấy. Nam Cung Tứ Hoa, không được bắt nạt cha con. Tu Nghiêm, anh như vậy sẽ làm sợ bé đấy. Nam Cung Tứ Hoa, anh từ khi nào có con vậy hả? Ông Vũ nên quản tốt việc của mình trước đi. Dù sao cô Đường và con của cô ấy vẫn chưa chấp nhận ông Vũ. Mặt Vũ Tu Nghiêm đen như đáy nồi. Đường Tính Thúc bất đắc dĩ cười nhẹ. Vũ Lâm Chi thầm lặng nhìn Tiểu Thanh Lý. Em gái dễ thương quá. Con cũng muốn một em gái. Nghe nói em gái thường giống bố. Vũ Lâm Chi nhìn về phía người chưa thể gọi là bố của mình. Thôi vậy, nếu em gái con giống ông ấy, chắc chắn không dễ thương bằng em gái này đâu. Con phải tìm cho mẹ một chú đẹp trai. Nam Cung Tứ Hoa nhìn với ánh mắt hơi đắc ý. Nhìn Vũ Tu Nghiêm đang tức giận. Tôi có con gái bảo vệ, anh thì không. Vũ Tu Nghiêm lạ thay lại hiểu được ý của Nam Cung Tứ Hoa. Hắn liếc nhìn con trai mình, phát hiện con trai đang nhìn mình với ánh mắt chê bai. Chào em, anh tên là Vũ Lâm Chi. Chào anh, em tên là Nam Cung Thanh Lý. Anh có thể gọi em là Lily nha. Em gái này dễ thương quá. Vũ Lâm Chi cũng cảm thấy mình thất lễ, hơi xin lỗi nhìn Tiểu Thanh Lý. Ông Nam Cung dẫn con gái đến chơi à? Mê mơn, bé của ông rất dễ thương. Đúng vậy. Nói đến con gái, Nam Cung Tứ Hoa đôi mắt dịu dàng hơn nhiều. Đường Tấn Thư cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Nam Cung Tứ Hoa. Hóa ra là một người cha yêu con gái. Cha cũng rất dễ thương mà. Chỉ có cha dễ thương như vậy mới sinh ra được một bé dễ thương như con. Đúng vậy. Thiếu chủ Nam Cung của thật rất dễ thương. Cô ta chưa bao giờ nghĩ từ dễ thương lại có thể dùng cho thiếu chủ Nam Cung. Nam Cung Tứ Hoa bất đắc dĩ nhìn con gái. Con gái nhìn mình bằng đôi mắt trong veo, dường như đang hỏi mình nói có đúng không. Ôi, được rồi, được rồi. Con gái nói dễ thương thì là dễ thương vậy. Một lúc sau, Đường Tĩnh Thúc liền dẫn Vũ Lâm Chi chuẩn bị rời đi. Cô Đường, tạm biệt ạ. Anh Minh Chi, tạm biệt. Lily, tạm biệt. Vũ Lâm Chi có chút không nỡ,
cậu và cô em gái dễ thương này vẫn chưa chơi đủ. Rất nhanh tin Nam Cung Tứ Hoa rời khỏi nhà họ Nam Cung đã lan truyền khắp kinh thành. Đây không phải là thiếu chủ Nam Cung bị đuổi ra khỏi nhà sao? Bây giờ nghèo đến mức phải dẫn con gái ngủ đường rồi. Nam Cung Tứ Hoa không để ý đến những con chó sủa bậy mà im lặng đợi Đường Lý đến đón họ. Bây giờ còn giả vờ thanh cao với tôi à? Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Tôi vừa tưởng là chó đang sủa loạn xạ. Anh ngạo mạn cái gì chứ? Đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Trước đây anh là Phật tử cao quý. Bây giờ chỉ là kẻ thất thế mà thôi. Còn ngạo mạn cái gì nữa? Vẫn tưởng mình là thiếu chủ nhà Nam Cung à? Đã sa sút đến mức này rồi. Nói vài câu ngon ngọt làm chúng tôi vui đi. Biết đâu chúng tôi sẽ bố thí cho anh ít tiền. Nam Cung Tử Hoa, chỉ cần anh làm tôi vui, tôi sẽ cho anh tiền, thế nào? Hạ Như Lan hơi rung động nhìn gương mặt Nam Cung Tử Hoa. Phải nói rằng, trong cả kinh thành, không có người đàn ông nào có nhan sắc bằng Nam Cung Tử Hoa. Cút đi! Tiểu Thanh Lý tuy không hiểu họ đang nói gì, nhưng bé biết họ đã chọc giận cha, nên nhìn những kẻ xấu này với vẻ hung dữ đáng yêu. Không được bắt nạt cha tôi. Các người cũng dám làm loạn trước mặt tôi sao? Các người cũng đáng được một ngày một của táo à? Một tin đồn về Hạ Như Lan bỗng xuất hiện, lập tức gây xôn xao trong kinh thành. Không ngờ được, nhà giàu cũng chơi trò đùa thế này. Bình thường một bộ dạng cao quý, không ngờ lại như vậy. Quả nhiên người không thể đoán qua vẻ ngoài, biển cả không thể đong đếm. Cha ơi, cứu con. Làm việc mà không biết xóa dấu vết, cho sạch sẽ sao? Ngu ngốc, đồng chí, bên trong chắc chắn có hiểu lầm. Đã có bằng chứng xác thực rồi. Đưa đi, Trương Cúc, thật xin lỗi. Ngày mai muốn mời ông ăn một bữa, tiện thể mang một ít đặc sản cho ông. Ông thấy thế nào? Ngày mai tôi sẽ đặt phòng riêng, hẹn gặp lại. Ngày hôm sau, Nam Cung Tứ Hoa hiếm khi đến gọi Tiểu Thanh Lý dậy. Chú heo con, dậy nào. Cha đưa con đi một nơi. Tiểu Thanh Lý vật vã ngồi dậy, cảm thấy linh hồn vẫn còn đang lơ lửng. Đi, đi đâu vậy à? Đi rồi con sẽ biết. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy cha? Cha tặng con một món quà. Phóng viên đã chuẩn bị sẵn máy quay chờ đợi. Xin chào mọi người, tôi là Nam Cung Tứ Hoa, người sáng lập và tổng giám đốc điều hành hiện tại của ASEAN. Hôm nay tôi sẽ chuyển một nửa tài sản đứng tên tôi sang tên con gái tôi, Nam Cung Thanh Lý. Xin mời mọi người cùng chứng kiến. Chào tổng giám đốc. Tôi có thể hỏi tại sao ông lại đưa ra quyết định này không? Vì trước đây bên ngoài đã có nhiều suy đoán ác ý về con gái tôi. Hôm nay tôi muốn nói với tất cả mọi người, cô ấy chính là con gái duy nhất của tôi. Tất cả của tôi đều sẽ chia sẻ với cô ấy. Những kẻ lợi dụng thân phận con gái tôi để nói chuyện, tất cả hãy câm miệng lại cho tôi. Lily là bảo bối duy nhất của tôi, không phải là đứa con riêng không thể gặp mặt. Trước đây tôi sợ công bố thân phận của Lily sẽ gây rắc rối, nhưng những người đó lại đối với một đứa trẻ đầy ác ý. Đã như vậy, tôi sẽ công khai thể hiện sự thiên vị với con gái mình một cách đường hoàng, xem kẻ nào không có mắt còn dám nói bậy bạ. Thiếu chủ thật iPhone, một nửa tài sản cũng có đến vài trăm tỷ rồi. Hơn nữa một số tài sản còn đang tăng giá liên tục. Nam Mộc nhìn với ánh mắt phức tạp, vừa có sự ghen tị vừa có chút buồn bã. Ghen tị vì thiếu chủ quá yêu chiều tiểu thiếu chủ. Buồn bã vì bản thân mình lại là người không được gia đình lựa chọn. Ông còn cần thêm con không ạ? Chúng tôi không cần một nửa, chỉ cần 1/10 thôi ạ. 1% cũng được. Xin chào tổng giám đốc ASEAN. Xin hỏi việc ông trao một số tài sản lớn như vậy cho tiểu thư, có phải ông đặt kỳ vọng lớn vào cô ấy, muốn cô ấy kế thừa vị trí của ông trong tương lai không? Tôi trao những thứ này cho cô ấy không phải để ràng buộc tương lai của cô ấy, mà là để cô ấy có sự tự tin trong tương lai, để lựa chọn những gì mình muốn trong thế giới này. Khi cô ấy lớn lên, cô ấy có thể tự do chọn làm điều mình muốn. Như vậy là tốt rồi, và tôi sẽ mãi mãi là hậu phương của cô ấy. Ông Nam Cung thật sự là một người cha tốt. Có thể hỏi cô bé Nam Cung đáng yêu một câu được không? Người con yêu nhất là ai vậy? Là cha, con yêu cha nhất. Đôi mắt tròn trong veo chỉ chứa đầy hình ảnh của cha. Nam Cung Tứ Hoa cũng cúi đầu, nhìn con gái đầy chiều mến. Cô bé là sự cứu rỗi duy nhất của anh trên thế giới này, là sự tồn tại duy nhất ấm áp và tốt đẹp. Có vẻ như tiểu thư Nam Cung rất phụ thuộc vào ông Nam Cung nhỉ. Các câu hỏi của phóng viên vẫn tiếp tục, nhưng tin Nam Cung Tứ Hoa là tổng giám đốc ASEAN đã lan truyền khắp kinh thành rồi. Bà đã xem tin tức chưa? Tin tức gì vậy? Nam Cung Tứ Hoa là tổng giám đốc ASEAN đấy. Cái gì? Nam Cung Tứ Hoa lại là tổng giám đốc ASEAN sao? Làm sao có thể chứ? ASEAN lại là của anh ta sao? Nam Cung Tứ Hoa đưa con gái đến văn phòng. Lily, con tự chơi ngoan một lúc nhé, cha có chút việc cần xử lý. Tiểu thiếu chủ, bây giờ cô là tiểu phú bà rồi đấy. Đâu chỉ là tiểu thiếu chủ, đúng là thỏi vàng di động mà. Chỉ có hai từ thôi, có tiền. Tiểu phú bà là gì vậy? Tại sao người lớn luôn nói những từ? Lily không hiểu vậy. Mê mông, ý là con rất giàu có. Đây là một nửa tài sản của thiếu chủ đấy. Lily có bao nhiêu tiền vậy? Mê mông, mua vài tòa nhà không thành vấn đề. Lily không muốn mua nhà, Lily muốn mua bánh nhỏ, trà sữa, kẹo. Mua nhà làm gì chứ? Lily muốn mua đồ ăn. Mua nhiều đồ ăn ngon để mọi người cùng ăn.
Được được được, mua gì cũng được. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like. Các bạn dành ra một giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.